những điều nhỏ bé phi thường luôn nằm ở trong ta. Áp dụng những thói quen nhỏ giúp cuộc sống bạn phát triển. 1. Thay thế thời gian ngồi tám chuyện bằng ngồi học. Không ai thích những người phàn nàn, nhưng hầu như ai cũng thường xuyên phàn nàn. Bộ não có cơ chế tìm ra sai lầm, và khi nói về sai lầm của người khác, thường dễ hơn là thừa nhận cho chính mình. Tránh những lời đàm tiếu, tiêu cực, bạn sẽ nhìn thế giới tích cực, thú vị và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Khi cảm thấy khó chịu người nào đó, hãy tìm kiếm điều mình có thể học hỏi. Mỗi người bạn gặp đều có thể dạy cho bạn một điều gì đó. 2. Sức mạnh lòng biết ơn. Viết nhật ký về những điều biết ơn vào mỗi buổi sáng sẽ giúp bạn có một ngày tràn đầy năng lượng, tích cực. Lòng biết ơn cải thiện sức khỏe, tinh thần, thể chất và các mối quan hệ. 3. Tìm kiếm cơ hội mỗi ngày. Thường chúng ta thiếu can đảm để đơn giản yêu cầu mình muốn. Nếu không hỏi, bạn sẽ không bao giờ đạt được. Oprah nói, bạn sẽ có được những thứ bạn có đủ can đảm để yêu cầu. Lấy giấy bút viết ra ít nhất 3 điều bạn muốn hoàn thiện hay trải nghiệm trong 12 tháng tới. Động não xem ai có thể giúp mình, bạn bè, người quen hay thần tượng nào đó có thể hướng dẫn bạn. Cuộc sống sẽ chỉ nhận được khi bạn có những điều yêu cầu. Khi bắt đầu tiếp cận với mọi người chân thành, bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết họ đều vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ. 4. Hãy tìm những lối đi ít người chọn. Thành công thường tìm thấy ở nơi ít người nhất. Theo số đông, kết cục cũng sẽ nằm ở số đông. Khi nào có cơ hội lựa chọn, đừng đi theo con đường người khác đã đi. Hãy làm theo trái tim mình, có thể đi đến nơi chưa ai đến và để lại dấu vết. Hầu hết mọi người tự biến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Những thay đổi dù nhỏ bé cũng đem đến hạnh phúc viên mãn. Một ngày kết thúc hành trình phát triển của bản thân sẽ định nghĩa bạn là ai. Chúc bạn thành công!